thì giờ này đã xin được bảy vị cùng thưởng thức một lớp chích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Triệu Tử Long. Xin bảy vị cùng thưởng thức. Và sau tiết mục này là tiết mục của Quỳnh Diệt chuẩn bị. Đây là một sáng tác khá nổi tiếng của soạn giả Bạch Mai. Yeah.
minh. Tào Tháo lãnh truyền binh quay phủ Yên Ninh, lòng vì giang sang đâu ngày quy diệt, chờ quân giang tan sau phi tròn tình tội chúa chết không hề than. Khói binh mờ tan chỉ trai nào sao, ấu quân bình an hơn ban trường tồn. Tử phả đấu thách thức cùng Tào Tháo, nào hãy sắp xa cơ vào nẻo A Tỳ. Trời còn xót thương cái dựng đức đến ngũ quy, bằng tất cả gan lì chúng ta cùng tự chiến. Trường bản kiều bình an hoàn thành tâm nguyện, tôi chúa được chung phùng lưu liên nghĩa tình thâm. Tội lòng vô biên dưng tâm ta lướt sông, nhờ tài trường phi sẽ thoát bao tham đi. Quy quang dân trường bán kiều thiên sứ trần, đường dương diều dân chỗ quái còn trường phi đường tâm cố nguy. Đồng dương ta thần lực phi hùng quyết điều dây dùng, đã tình ơn nước nào thân thân nhau thân giá chi diệt. Quân dân làm tâm cố nguy âu chúa ngài hãy yên lòng, triệu tử ta thề sát tướng giữa đường dương.